Con gà nước mắt luôn á. Chua không nội mẹ ơi. Đi, đi lên trên. Xin chào mọi người nha. Hôm nay nhóm của mình đã tiếp tục vào rừng. Khu này là một khu mới nữa. Mỗi ngày mình sẽ đi một nơi khác nhau. Khu này thì ở đây người ta sẽ rổ. Cây bị chặt khá là nhiều mà. Đây ổ trồng, đó ổ trồng luôn. Ổ kiến hả? Thì cái ý cái thằng rổ này xẻ rồi bỏ luôn ta, coi nè. Bự hết rồi, không cây bự. Mà xẻ bỏ, ừ. Cắt rồi vậy. Ừ. Cái rồi. Con chim gì mới lũi dưới đó kìa. Đây là hoa khế nè mọi người. Trái quá trái. Chim quá chim rồi. Hoa khế nhìn đẹp không các bạn? Y có khế này nè. Thì hái ăn mày. Hái chấm muối. Hái đi. Ê đây con trái nhìn đẹp dễ thương chưa? Dễ thương không các bạn? Khế nè. Mà khế này ta chắc cú là nó chua dữ dội luôn. Ủa sao ngọt vậy mày? Đưa lên. Ngọt ông nội tôi chứ ngọt. Hái hái đi, hái mình cho mớ ăn. Trời ơi. Đồ chua ai thấy cũng thèm. Quá chua nó rặn người. Quá trời. Mày chín ngọt mày. Chín ngọt hả? Ừ, chín ngọt. Bởi vậy nó thế nào mà trên rừng sống chua chín ngọt lắm. Thì đúng rồi, trên rừng mà. Đồ rừng nó vậy đó. Đây con trắng nè. Để vài trái thôi ăn không nổi đâu, chua lắm chua luôn. Này nhóc trái luôn. Này là khế gừng nghĩa nó chua, nhưng mà khi nó chín thì nó có độ ngọt. Nó hơi bị chát. Ý, cho nó có cây đó chín nhóc gì hai chín nào mày. Hai mới sống rồi. Hai mới sống rồi còn nhiều. Quá không có cái me nào mà lợi như thiệt chứ. Chú, cái lái quần thiệt là anh cắt chua cái luôn vậy giận luôn. Quái thì trời trời. Mới là đầu tiên chứ nó chui vậy luôn. Trời ơi cái trái. Chứ mới hớt ăn được. Vậy bao nhiêu được rồi. Bao nhiêu đó ăn con mắt mày cũng lòi ngoài thước mốt nữa. Hai hai mấy chứ chín nha. Chín kìa nhóc chín kìa. Đây cầm ra. Bỏ vị đi. Hai mấy chứ chín á. Chứ chín ăn mày đã. Ây da 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 da. Thế cái cố thủ luôn. Ây da. Ngon không? Chín còn ngay à. Sáng chua. Sao tan ngọt như mày? Nè. Cái rừng đó mọi người. Ăn ngay nó chua chua. Ngọt chua. Nhìn nó đẹp vậy chứ nó mắc dịch lắm á. Cực kỳ chua. Hái đi hái mấy trái đỏ đỏ này nè. Đẹp. Hái mình chụp hình cho đẹp. Cầm đi. Hai bốn năm trái gì được. Không nhiều. Kìa nó cái trái khế đó quá trời. Chín quá chín luôn. Nó dưới giò mày trái kìa. Đó. Đó. Dưới ngay dưới chân luôn kìa. Nào. Nó ừ ngay chân đó đó kẻ ngay kẻ đó. Thấy chưa? Quay háng nó kỳ lắm. Được. Xuống đi xuống đi. Đi xuống mới được. Con chim gì à? Con chim nào chim sang ngồi á. Bự không? Bự. Đâu? Mà cái hú queo chim leo. Con chim đó nè hả? Ờ. Cao vậy sao lên? Ờ vậy. Trời cầm mấy cái này coi. Mà nó khu quay vô à. Ủa chứ tôi sẽ ngồi chắc luôn á, còn cây thôi. Để được rồi, để quay lên này. Chim nó chắc chim cắt quá mà cao quá cao rồi. Mà chỉ nhánh nhánh nhiều xíu à. Để xem lên. Cho mọi người xem. Đây là cái tổ chim nữa các bạn. Nhưng mà nó rất là cao. Cực kỳ cao luôn.
cho nên thôi bỏ qua đi. Không được, bỏ qua đi, đừng quá. Kim vô cá. Đi kiếm chỗ nào ngồi ăn mấy cái trái này. Con chim này vừa leo được đã. Sao leo được? Gió kêu gì đâu, phải cây tươi cũng leo. Tươi cũng leo, không chấp leo. Cây leo 7 ngàn cái lượm liền. Cái tổ đó là tiên thương mồi á. Ừ. Cây không? Cắt được cái gì? Đại bàng cũng chừng. Đại bàng nó bự gì, bé lớn mày. Đại bàng nó tổ bự lắm. Đại bàng Việt Nam. Đi xích bên kia cái nữa mình kiếm chỗ mình ngồi ăn. Hơ mệt. Ơi. Quả gì vậy? Xài nhóc chứ kìa, xài không? Tao khế chua tới đáy mọi người. Em ớt rồi đi. Đây ba cái ớt cay cay ăn mới thấm. Mua cay gì? Dễ thôi. Nè ớt trái. Không ớt trái không vậy? Vừa vừa thôi, cay quá chịu không nổi. Nói nè. Nói. Ớt không. Bắt đầu. À gọt cái đầu ra. Tôi nghe nói là nó dữ lắm luôn đó. Gọt cái đít cho tao đi, gọt cái đít mà. Tao ơi, gọt đít. Ê bậy nha. Rồi. Cắn miếng trái vậy hả? Tao không dám đâu, nổi đâu, để muối mới được. Tao miếng trái. Để cho coi mày ăn trước. Mời bạn ăn nha. Mời ăn nha bạn. Này là khế gừng chín cống nha bạn. Ngại ngắm luôn á, ngại quá ngại. Con gà nước mắt luôn. Chua không nổi mẹ luôn. Nói liệt là cái khế cái gừng á là mình trước cái giờ mình ăn, nếu mà ăn chua á mình đi ăn ăn chua rất là nhiều rồi, nhưng mà không có để coi cái mặt ông đây 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 ở đây ớt bự bự không lấy gì đâu, lấy cái gì nó cũng chua, lấy quần chứ lấy đi. Chảy nước mắt luôn, cay nó chua không chảy nước mắt luôn. Không có sợ cay mà sợ chua trời. Mới ăn có miếng mùi ra cái kẹo kẹo á. Để tao cầm máy. Thật sự thì nếu mà người nào mà có giỏi ăn chua dữ lắm á, mà gặp khế gừng á thì ăn chắc lại cũng hơi giỏi giỏi bạn. Rồi. Nhìn không dám ăn. Ăn này đảo, ăn kiểu chật chật như nào. Giờ ăn nguyên cái này gần nguyên trái ớt luôn rồi, nguyên trái luôn rồi. Nè, mẹ cầm cho tao ăn nguyên trái vậy rồi, ớt luôn. Để cầm cho ăn nguyên trái ớt. Đừng nhớ giận được rồi. Con chết nè, nè con chết luôn nè. Con chết luôn á, mình mặt nè. Nè hết chua hả? Nè, nó bị cay hay sao, bị liếp mùi chua hả? Không, nó chua. Thì cái cay nó không mắc mũi vị cay luôn á. Cái chua mà mắc vị cay luôn. Khí tụ đang đi. Đừng có đỡ mình mạch nha. Không sao. Bình thường có gì. Cái nữa. Không ai chảy nước miếng nha. Chảy miếng kỳ rồi không ngại ăn á. Bây giờ không cắn cái ruột. À.
chứ không có thấy cái ruột á. Bây giờ mới đắp cái ruột. Sướng quá đòi gì nữa. Không có cay. À nó chua. Nó chảy nước mắt luôn, nó chảy nước mắt luôn. Chua chảy nước mắt luôn. À. Mày ăn đi. Đâu mà lấy trái ớt mà để lên ăn thử có vị khác liền đâu. Cái gì? Mày lấy thử trái ớt, nguyên trái ớt luôn á. Nè. Ừ. Thật sự chưa có nào chua bằng luôn. Mắc dịch thiệt. Ừ. Chết. Chết mày béo vậy. Mày bé gì lại mình ghi bé gì? Bé hơn của tao, tao trong nguyên cái. Nhìn đại tài ngớt. Tài ngớt. Nhập rồi, nhập rồi, vô rồi, vô rồi. Tới đâu rồi, tới đâu rồi. Tới bụng này, tới bụng. Không phải thật sự, nãy giờ mình ăn con trái mà chưa xong nữa. Trời, có muối mà chưa xong nữa. Thì hồi đó giờ mình đi ăn, mình ăn rau chua rất là nhiều. Me mình cũng ăn rất là nhiều. Me rừng. Hầu như tất cả là me mình đã từng ăn rồi. Thì mấy bạn biết rồi. Cái này mình ăn á, nó chua bằng hoặc là hơn trái chanh nữa. Hơn chanh mày. Chanh ăn nó dễ giận như vậy. Tao thấy hình như là đợt đó mình ăn chanh cũng đâu có đến nổi gì đâu. Sao mà giờ quất cái trái này quá trời. Lúc trước có từng ăn chanh nữa bạn. Ăn chanh mà sống chấm ớt ăn như thế này nè. Ăn được đó hình như nhà hàng mấy trái. 4 trái. 5 trái. Để hôm nào mình làm clip ăn chanh cho bạn xem nhé. Đi hái xin gừng ăn luôn chứ không ăn chanh mua. Làm như được nước thì quên. Ăn này không đã, chua thiệt mà ăn đã. Ướt cái máy quay quá. Nước xịt á. Ở đây là mình ngồi dưới cái gốc cây vú. Cây vú. Sữa. Cây vú sữa là. Ở khu đây thì bên đây thì không. Cái mít. Mít thì người ta trồng. Mà trái nó bị cù nèo hết trơn. Ở dưới đây là toàn là cây cối tùm mà. Ở đây có cái đường xe lên nè. Mà xe thì mình không dám để khơi khơi. Nên rửa lúc ở dưới chân núi dưới. Mấy người đi gãy tới đi mấy đường này. Ở đây là cái đường này để dành chở hoa quả. Dâu cây này cái kia từ trên núi xuống. Mình hồi sẽ mình đi lên trên nữa. Là mình kiếm những cái vườn dâu. Mình vào trỏng rồi mình xin người ta. Mình ăn. Nữa không? Đã không? Thấy mì phê cái gì đâu ăn nữa hay? Để qua đây quay các bạn xem này. Chứ nào chứ mà? Hồi vậy á. Nói nó ngọt lắm. Đây mít nữa bạn. Ý già. Phát hiện con này nữa rồi. Ai thấy gì không? Cuốn chiếu. Cuốn chiếu nằm trong quả là quả gì ta? Ở dưới sữa. Mít nè bị con nèo hết trơn các bạn. Mít này bỏ hết. Mít này con bò. Còn cái giái này là gọi là giái mít. Giái mít này ăn được nha bạn. Ăn được. Nè ăn đi. Hái cho mày ăn luôn. Hai trái nè. Rồi. Ăn người ta ăn bình thường có gì đâu. Cuốn chiếu bự cho bá nện luôn kìa. Nè. Đâu bị tàu quá. Mới có cái ăn có một trái một mà chứ không nồng. Giải mít hả? Ừ. Mít hả? Đây mình ăn trái này chín cái. Ăn được không được nhả nha. Được không có vị nó như thế nào? Thích chắc. Này ngọt ngọt. Ngon nè. Chua chua mà ngọt. Ừ. Chín rồi chẳng chua. Nó không được như cái mít đi với nhà mình. Ý lộn. Khế với nhà mình. Là mít. Dài mít. Nước mũi chạy luôn. Ghê lắm. Ăn nó
nãy giờ còn nguyên trắng bạn, hàng ăn con trái mà. Chín thử sao? Ăn là mình ăn nãy là 3-4 chớt. Bạn mới chớt. Mà không có thấy cay luôn, nó chua đến nỗi không thấy cay. Có dừng cây mà nhầm cây á. Tao thấy hai cây mình, cây chua cây ít chua. Cây ông bẻ giống đâu mà cây chín mà. Cái này bẻ giống. Thôi dừng clip ở đây đi. Mình để mình đi tiếp tục vào những tập sau, bạn xem rồi sẽ có những cái điều thú vị mới nha. Chào mọi người đi. Nhớ giờ tập sau mọi người nhớ đăng ký kênh mà like và comment phía dưới nha. Ý kiến mọi người. Bye.